Sóng nhiệt 50 độ C càn quét Ấn Độ, gần 90 người thiệt mạng do sốc nhiệt. Đã có tới gần 90 người thiệt mạng ở Ấn Độ trong năm nay khi quốc gia Nam Á này phải đối mặt với đợt nắng nóng khốc liệt và cực đoan, với một số khu vực vượt ngưỡng 50 độ C. Tờ báo chính thống của Ấn Độ đưa tin, chỉ trong vòng 36 giờ qua, có tới 45 người Ấn Độ đã thiệt mạng vì nắng nóng, nâng tổng số người bị thiệt mạng do sốc nhiệt ở quốc gia này trong năm nay lên tới 87 người. Nhiều người thiệt mạng là nhân viên bầu cử phải đứng ngoài trời làm nhiệm vụ trong thời gian dài trong bối cảnh quốc gia Nam Á đang tiến hành cuộc tổng tuyển cử. Ấn Độ đang trải qua những ngày nắng nóng dữ dội làm đảo lộn cuộc sống của hàng triệu người. Cuối tháng trước, thủ đô Delhi của Ấn Độ ghi nhận mức nhiệt độ kỷ lục là 52,9 độ C. Con số này tới nay đã giảm nhưng vẫn ở mức rất cao, 47 độ C. Chính quyền Delhi đang điều tra xem con số 52,9 độ C có chính xác hay do lỗi cảm biến. Tuy nhiên, không thể phủ nhận được tình trạng nắng nóng dữ dội đến cực đoan ở quốc gia Nam Á này. Ngoài nắng nóng, Ấn Độ cũng đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt do mực nước trên sông Yamuna giảm mạnh. Đây là nguồn cung cấp nước chính của Ấn Độ. Tại bang lân cận Uttar Pradesh, một cảnh sát đã sử dụng phương pháp hô hấp nhân tạo để cứu một con khỉ vì đã ngất xỉu và rơi từ trên cây xuống vì nắng nóng. Thậm chí truyền thông Ấn Độ cũng đưa tin về việc chim bị sốc nhiệt trong thời gian khắc nghiệt. Nhiệt độ cao cũng gây ra nhiều vụ cháy rừng ở một số khu vực, bao gồm cả Jammu, Kashmir, nơi chính quyền đang sử dụng máy bay không người lái để theo dõi cháy rừng. Ấn Độ không phải là quốc gia duy nhất phải hứng chịu nhiệt độ cao bất thường. Hàng tỷ người trên khắp châu Á đang phải vật lộn với nắng nóng và ở nước láng giềng Pakistan, nhiệt độ đã vượt quá 52 độ C trong tuần này. Các nhà khoa học cho biết, xu hướng ngày càng trở nên tồi tệ hơn do biến đổi khí hậu do con người gây ra. Ấn Độ là nước phát thải khí nhà kính lớn thứ 3 thế giới, đã đặt mục tiêu trở thành nước phát thải ròng bằng không vào năm 2070. Người dân ở một khu phố ở New Delhi chen chúc quanh một chiếc xe chở nước vào Chủ nhật ngày 2 tháng 6 để nhận phần nước của mình trong bối cảnh tình trạng thiếu nước kéo dài và đợt nắng nóng tê liệt ở thủ đô Ấn Độ. Hai trạm thời tiết ở thủ đô báo cáo nhiệt độ là 49 độ C và 49,1 độ C vào thứ Tư. Cục Khí tượng Ấn Độ cho biết hai trạm này đã được kiểm tra và không báo cáo bất kỳ lỗi cảm biến nào.